Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Vâng, tôi nói chung là tất cả các hội viên học trong lớp thì cũng đã nói hết rồi. Thì tôi chỉ có nói một hai điều thôi, bởi vì là cái sự nói năng của tôi nó không được lưu loát mà tôi cũng chẳng biết nói gì qua nào, tôi nói vậy thôi. Tức là trước hết là coi như là trước hết vào cái nên để nói lên cái sự tâm tư của mình, thì tôi xin cảm ơn và cảm ơn tất cả các thầy, các cô và thầy Dư Quang Châu và tất cả như vậy là hội viên hội học trong lớp này. Thì là nhìn nhận và nói thì coi như là trong cái thời gian mà mấy ngày học ở đây để không phải là mình nghĩ cái chuyện là học để giúp người nếu mà điều kiện có, còn trước mắt bây giờ học là đi tự cứu mình. Bởi vì mình nhìn nhận được xung quanh ta tất cả mọi thứ hàng ngày, hàng giờ và thời gian liên tục đang rình rập và hại đến bản thân sức khỏe mình. Mình muốn được cho mình khỏe thì mình phải tìm cách cứu mình. Thì tìm cứu, cách cứu được cứu ở đâu? Tìm chỗ nào cho đúng? Còn trên mạng, rồi là ngoài xã hội, rồi tất cả những bốn xung quanh ta chỗ nào cũng là đều quảng cáo từ thuốc Tây cho đến Đông Y cho tới những công việc làm. Ai cũng nói hay hết. Nhưng cái người thật và việc thật thì thực ra mà nói thì để mà có một cái cơ duyên mà đến được cái chỗ đây thì là cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cái thứ nhất là anh phải tìm hiểu, cái hai nữa là phải tham khảo người ở xa, người ở gần và những người đã từng bị và những người đã từng làm. Thì mình nhìn thấy như vậy được bao nhiêu phần trăm thì đến đây đây thực ra mà nói thì không phải là một cái phép màu, nó là huyền ảo hay là gì khác, nó là thực tế, người thật, việc thật. Có bệnh là có chữa, mà có chữa là có khỏi, mà đã chữa là thiên giả. Thì nó là chung là tôi thì tôi cũng đã học nhiều, diện chẩn cũng có, rồi là như vậy là sang học về đông y cũng có, bấm huyệt cũng có, rồi tất cả các thứ đều có hết rồi. Nhưng mà có cái là thực ra đến đây thì học mấy ngày nay thì bản thân mình thấy, tất nhiên là mình không chữa trị bệnh cho mình, nhưng mà qua những cái thực hành thầy cô cho, thực hành giữa học viên với nhau, thì đấy đã có những cái mà mình thấy tiến triển vượt bậc, tức là mình thấy mình tự hào, mình rất là sung sướng. Không biết nói gì hơn thì tôi chỉ là đây là một cái lời nói để coi như là nếu như ai có xem YouTube mà nghe được những cái lời nói của tôi thì hãy tin tưởng vào cái lời nói đó và đến những đúng nơi, đúng cái địa chỉ mà mình cần tin cậy để học hỏi, tự cứu chữa lấy mình và trong người thân của mình. Còn nếu như có điều kiện mà để mà cứu chữa hàng xóm, anh em, bà con lân cận, đó là một điều rất quý. Hãy tự cứu mình và cứu mình thực sự để mình thoát khỏi cái sự đau đớn. Mình nhìn thấy người ta đau đớn thì người ta đau 10 thì mình phải đau 15, thì cái đó mới là một cái gọi là lòng trân trọng của mình. Hãy cố gắng, mình là một tấm lòng từ thiện, không chưa cần giúp người ta, nhưng một tấm lòng từ thiện thật thà góp ý xây dựng cho người ta đi đến chỗ nào cho đúng, cho thật và cho chính xác để cứu mình và cứu mọi người. Tôi xin có đôi lời như vậy, xin trước hết là thay mặt cho gia đình, vợ con của tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới thầy Châu, gửi tới các thầy cô và mọi người trong Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật, và chuẩn bị sắp tới là thành lập một cái hội liên hiệp này thật vững chắc, thật tin tưởng, thật đáng như vậy là một cái trụ cột cứng để cho mọi người noi theo và tự hãy cứu mình trong từng gia đình. Mỗi người chúng ta làm sao để thành một người bác sĩ gia đình. Xin chân thành cảm ơn. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913
0953-590-502 0953-6550 Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983-792206 0918-133-635. Chi tiết trên website www.thapchiliemtam.vn.